Chắc các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 209 dọn đơn giản nhưng rất là hấp dẫn, chẳng thể để chúng ta từ chối được. Cách chiếc Viral 209 hôm nay được dọn rất nhiều món đồ chơi có mức giá tầm phù hợp với đại đa số anh em chơi xe hiện nay, nhưng chất lượng thì không thể bàn cãi. Kết hợp cùng với chiếc xe là những cái góc ảnh ma mị, ý em ấy bỗng nhiên kia đinh bí ẩn hơn đến lạ thường. Khắp con xe được bao phủ rất nhiều cái ốc titan, cái màu tím nhấn nhá trên cái kem màu chủ đạo của con xe. Mình tin chắc rằng các bạn sẽ cảm thấy hơi bất ngờ vì cái cô thẩm mỹ rất cao từ người chủ hôm nay. Vẫn giữ lại được cái gam màu sơn nguyên bản, nhưng anh ta đã thay đổi một bộ phận cái dàn áo thành một cái gam màu xanh nhằm khiến chiếc xe trở nên độc đáo, đẹp bất thường. Thay vì những cái cụm thắng và cái cụm con đồ chơi, người chủ đã tạo ra giữ lại cái cụm zin và thay bằng cái tay của CIC Carbon để tăng một chút sang chảnh hơn cho chiếc xe của mình, giá thành một cái cặp trái phải rơi vào tầm khoảng 1 triệu. Nhận thấy nhiều anh em đi những chiếc clip vừa đầu rất nhiệt tình nâng cấp lên cái mông Chrysler 8K, anh chủ đã đi ngược cái dòng chảy này khi chơi cái mông Chrysler 5K tạo ra cái sự phá cách hơn cho xe của mình. Giá cặp mông này cũng khoảng trên dưới là 2 triệu. Cái dàn chân sau sặc sỡ hơn khi nhờ vào cái sự tinh tiến lựa chọn cái mông Chrysler từ anh chủ. Ngoài ra còn có cái càn thắng đồ chơi làm chút điểm nhấn. Nhiệm vụ mang lại sự im ấy cho cái chiếc xe giao cho cái phục lọc vạch SV Sport, mức giá là khoảng hơn 3 triệu rưỡi, đang bán tại các hàng đồ chơi xe máy, có hiệu năng nhúng rất là ổn định. Cái két nước cổ bồ hay chi tiết có nguồn gốc đến từ vị Titan, có cái công dụng là chống rỉ sét, còn giảm đôi chút cái trọng lượng cho con xe. Bên cạnh đó nhờ vào sự cấp bậc của chúng mà tổng thể chiếc xe trở nên gọn gàng hơn đã chảy. Không còn thiết tha với cái dịch ống xả xi nữa, chiếc xe được nâng cấp lên cây bồ 4 Ross, vừa đẹp mà cho chiếc xe có một chút âm thanh phấn khích hơn khi người chủ lên cái lớn. Và đây tổng thể cái chiếc xe độ đẹp đến tuyệt vời khi khoe dáng ở những người bản thân. Quay 125 lên cái dàn chân được chăm sóc bằng cốt cổ mồ cái chụp cũ. Được Honda Nam đặt cái tên là Future 2, nhưng đối với ở bên Thái thì dòng xe này có cái tên là Quay 125. Hai cái dòng xe này đều có thiết kế rất giống nhau. Nhiều năm bị đáng quên, bỗng nhưng cái dòng xe này trở nên hot hơn và được rất nhiều anh em chơi xe săn tìm mua mức giá là cực cao. Tổng thể chiếc xe sau nhiều năm sử dụng đã bị xuống cấp rất chậm chậm. Vì vậy người chủ phục dựng lại rất nhiều chi tiết con xe, trang bị thêm vài món đồ chơi nhỏ nhỏ để cho em ấy có chút vỏ, cùng với hiệu năng được nâng cao. Điểm nhấn là phần tay thắng Rainbow Asset đi cùng với bình dầu của Nam Chi dùng làm ổ chứa dầu cho con xe. Rổ trước được cố định và mặt nạ thông qua cái bộ phát inox ở phía trước. Nhìn xuống cái dàn chân ta thấy ngay cái con heo Rainbow lục lớn đi cùng đĩa thắng đồ chơi. Món đồ chơi heo dầu của dòng phân khối lớn này vì vậy phải trải qua các cuộc phẫu thuật nhỏ mới lắp được vào những chiếc lực phân khối nhỏ. Chủ xe đã bỏ đi cái dây km để tạo ra cái sự gọn gàng hơn cho xe. Như vậy thì km trên giờ đồng hồ sẽ không còn chạy nữa. Trang bị cho mình cái đùm da dép ở trước kết hợp cùng với cái niềm nhôm SL tạo ra cái sự linh hoạt cứng cáp, nhưng làm tổng thể chiếc xe được giảm trọng lượng rất nhiều. Vì cái phần đi bánh căm heo dầu đối với đối xứng với nhau nên người chủ đã rút cái căm trong ra thì mới không bị cạy dầu heo. Những chi tiết như cản sau các chân được người chủ phay cắt tạo hình cũng khác nhau cho xe. Phong cách này được rất ưa chuộng trên các dòng xe dọn kỹ ở xứ Châu Hoàng. Bên cạnh còn có con số 2 triệu nhôm ở dụng cho tất cả các dòng xe số nước ta. Vì vậy anh em có thể yên tâm mua đắp mà không phải sợ cắt hàng chi tiết nào. Cũng như các độ kiện khác, chiếc xe lên cái phục Holin phía sau để tăng cái tính sang chảnh hơn cái máy. Cái dòng sản phẩm này có tổng chiều cao là 330, phù hợp cho rất nhiều dòng sản phẩm giảm sóc đi cái phục đầu phía sau. Cái chân phục còn có cái nấc chỉnh giúp người chủ kiểm soát lực của đàn hồi, chứ không phải theo quán tính đời thôi như các dòng phục zin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên nhớ like và subscribe.